không cho con được cuộc sống đầy đủ. Con đã tha thứ cho mẹ. Chị bán con, chị lấy tiền. Bây giờ được thành tài, nó trở thành bác sĩ rồi. Chị tới đây chị nhận nó hả? Để từ lúc bà bán tôi đi, khi tôi đang bị bệnh tật, đồng nghĩa với việc bà giống như là mẹ của bà đó. Máu chảy về tim, phát sóng lúc 18:45 trên kênh SCTV 14.